Xin chào các bạn. Thưa các bạn, hôm nay tôi làm video để chia sẻ với các bạn là tôi đang làm một cái hoạt động là kiểm tra hệ thống trước khi đã bao gói để gửi cho khách hàng chơi những cái hệ thống audio mà do tôi setup. Tại cái buổi ghi hình này thì chúng tôi setup một cái hệ thống audio gồm có một cái âm ty bóng đèn 300B mà chúng tôi làm DIY một cái đôi loa Bongo. Đây là một trong những cái mẫu loa mà nó cho được cái tần số trầm và tần số cao cộng hưởng rất là thuyết phục với những người nghe là khó tính nhất, cộng với nó là một cái đầu CD kiêm giải mã 8006 của hãng Marantz. Phụ kiện đi kèm thì chúng tôi có một bộ dây theo mẫu dây Nordot gồm dây loa và dây AV. Dây nguồn thì chúng tôi sử dụng là dây của hãng Hitachi do chúng tôi làm, đầu jack Acouphase, một cái lọc điện là của chúng tôi làm nhưng mà làm theo cái chuẩn gỗ óc chó, và đặc biệt là làm thêm kết hợp nó với thêm một cái loa trầm để giúp cho bác khách hàng này có thể chơi được những cái dòng nhạc hiện đại với những cái tần số trầm rất là mạnh mẽ. Chính vì cái điều kiện ở xa so với chúng tôi cho nên chúng tôi cũng làm video này vừa để chia sẻ với các bạn những cái quá trình chúng tôi check kiểm tra tất cả những các cái thông số kỹ thuật cho một hệ thống trước khi gửi hàng, và đồng thời cũng là cái cơ hội để gửi đến cho quý khách biết được chúng tôi chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng để các bạn yên tâm. Sau đây chúng tôi xin mời các bạn nghe một cái trích đoạn, vài cái trích đoạn trong một cái đĩa của đĩa Hương Tình cũ của nhà ca sĩ Tuấn Anh. Đây là một trong những cái đĩa rất là hot, hiện nay cũng đang có bán tại Khang Audio. Xin mời các bạn nghe nhé. Bây giờ tôi mời các bạn xem và nghe nhé. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thương, cho tôi gặp người xưa ước mơ hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt, ôi sao nửa hôn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, khi ta còn hẹn nhau kiếp nào. Em ở đâu, anh ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đêm mắt sâu. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ thương chất ngất, và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi anh đẫm vai rồi buồn thương nhớ ơi. Anh ơi đôi mình mộng này đã tan, tình đã rõ ràng. Em khóc những chiều anh xót xa nhiều, thương cho tình yêu. Tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người cũng yêu.
Làn khói trắng du đời và quên lãng năm sầu thành hơi cay ta nếm ăn. Còn nhớ hai em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen viết tên bàn chân, nhớ đèn đường từng đêm thao thức sáng cho em. Vâng, thưa các bạn, trên đây cái video này là để chúng tôi thể hiện được một cái trách nhiệm cũng như tình cảm của chúng tôi đối với sản phẩm trước khi đóng gói và bàn giao cho quý khách. Và thông qua một số hình ảnh ở đây thì cũng hy vọng là quý khách cũng sẽ nhận diện được cách sắp xếp và đấu nối dây nguồn, dây AV, dây loa cho hệ thống. Và chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng là tất cả những cái sản phẩm mà các bạn ở xa mua hàng của Khang Audio cũng sẽ được chúng tôi chăm sóc chu đáo như thế, và cũng là một cái điều kiện để các bạn yên tâm ra những cái quyết định mua hàng của Khang Audio. Khang Audio xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.